Chào các bạn, tôi đang đứng chỗ cầu chữ Y thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, đường vào Lâm Trường Mùa Xuân và phân trường Phú Lợi. Như nhiều video trước tôi đã có chia sẻ các bạn, đây là hai đơn vị. Lâm Trường Mùa Xuân thì trực thuộc tỉnh Hậu Giang, còn phân trường Phú Lợi là trực thuộc tỉnh Sóc Trăng. Thì cả hai đơn vị này đều là kinh doanh sản xuất chính là tràm, tràm cừ đó bạn. Như hiện nay cái tình hình mà tiêu thụ cái tràm cừ thì nó cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, là nhiều hộ dân trồng tràm và không biết làm sao phải bán được, tiêu thụ được. Thì tôi đã đề cập rất nhiều lần với các bạn trong cái về quyển địa chí tỉnh Sóc Trăng, thì trong đó tôi phụ trách viết cái mảng phần lâm nghiệp, thì có đề cập là phân trường Phú Lợi. Phân trường Phú Lợi nó trên hơn 1.000 hecta đó, thì nó được tách ra từ cái thời năm 1992 chia tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Vì trước đây lúc còn công tác thì tôi cũng thường xuống đây, nhất là vào cái mùa phòng chống cháy, hoặc là thiết kế trồng rừng, thiết kế khai thác, rồi làm lâm vạ vân vân, rất nhiều công việc. Thì ở đây nó cũng là một cái lá phổi xanh, nhưng mà hiện nay vì cái tình hình mà không tiêu thụ tràm được, đời sống của các bộ công viên cũng đang gặp rất khó khăn. Thì các bạn biết rồi, ngày xưa đó, cách đây 15 năm đó, thì tràm bán được, nhưng hiện nay do cái nhu cầu về làm tràm cư, cái trong xây dựng là sử dụng cột bê tông, rồi người ta không còn cất nhà bằng cái cột tràm kèo đoàn tay tràm nữa, thành ra là cái nhu cầu về sản phẩm cái tràm càng giảm. Thì những người kinh doanh về tràm, là những cái lâm trường nói chung đó, kể cả cái rừng nước nó cũng đang gặp cũng không ít khó khăn. Thì như tôi đã báo cáo, tôi đã chia sẻ các bạn đó, thì phân trường Phú Lợi là thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nó được huyện Mỹ Tú, nhưng chỗ tôi đứng là phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy. Thì phân trường Phú Lợi thuộc cái địa bàn của huyện Mỹ Tú, xã Hồ Đắc Kiện, một phần trong cái địa chí của Sóc Trăng. Cảm ơn các bạn.